Làm gì đây? Mình đang tìm kiếm. À, mình đang tìm kiếm cái đồ vật à? Ui, từ từ, bạn đã, ôi, bạn tìm được con gì đấy? Ui, con lạc đà sao trông nó lấm lem thế? Không biết là con lạc đà màu gì luôn. Các bạn chờ để bạn bo rửa xem là con lạc đà màu gì nhá. Wow, được rồi, con lạc đà màu gì đấy bạn bo? Ôi, thành một chú lạc đà màu cam rồi. Đâu, giơ lên cho các bạn xem nào. Đúng rồi, một chú lạc đà màu cam này, đẹp chưa? Đấy, rất là đẹp luôn. Rồi, để bạn Bo đi tìm tiếp xem là quanh đây còn con gì nữa không nào. Ô, bạn Bo lại hái được một bạn gấu trúc à? Đâu? Rửa sạch lên cho các bạn xem đấy là bạn gì? Đúng là bạn gấu trúc không? Đâu? Rửa sạch lên nha. Wow, đúng luôn rồi, là một bạn gấu trúc luôn. Ui, con gì đấy bạn Bo? Ui, con hươu cao cổ lại màu tím luôn này. Bây giờ các bạn chờ bạn bao rửa xem là bạn hươu cao cổ này màu gì nhá. Sạch rồi, sạch rồi. Đây mới là chú hươu cao cổ chứ. Chú hươu cao cổ màu tím luôn. Bây giờ đã được bạn bo rửa sạch rồi. Nhìn đẹp chưa? Ôi, lại một con gì đấy bạn bo? Ôi, ngựa màu tím nhìn kỳ lạ chưa này? Giơ lên cho các bạn xem con ngựa của bạn bo vừa tìm thấy màu tím này. Ui, tay bạn bo có bị bẩn luôn rồi. Các bạn chờ để bạn bo rửa xem là con vật này sau khi rửa sạch thì trông nó sẽ như thế nào nhá. Có chìm rồi. Bạn ngựa này đã chìm luôn ở dưới chậu nước rồi. Bây giờ bạn bo giúp bạn ngựa tắm rửa sạch sẽ đi. Xem là bạn ngựa sau khi rửa sạch thì trông sẽ như thế nào. Wow, bạn ngựa đã rửa sạch rồi. Ôi, bạn ngựa có màu trắng này. Thế mà lúc nãy mình nhìn thành bạn ngựa màu tím luôn này. Đẹp chưa? Rồi bạn bo lại tìm tiếp đi xem có gì nữa không. Màu hồng. Đâu, giơ lên cho các bạn xem nào. Ôi, chiếc xe máy ủi màu hồng này. Nhìn lạ chưa? Bạn bo rửa rửa sạch đi để cho các bạn xem là máy ủi đấy có phải là màu hồng không nhá. Ơi, sạch chưa bạn bo ơi? Chậu nước của bạn bo cũng biến thành màu hồng luôn rồi kìa. Wow, không phải chiếc máy ủi màu hồng. Amazing. Mà là một chiếc máy ủi màu vàng các bạn ạ. À. Còn múc cả lực nước. Cái gầu ủi còn ở phía trước còn múc được cả nước luôn kìa. Rồi, bạn bo dơ lên cho các bạn xem nào. Chiếc máy ủi đã được bạn bo rửa sạch rồi này. Rồi, bạn bo lại nhặt được gì thế? Một con vịt mà mẹ mồm. Đâu, con vịt lấm lem à? Con vịt màu gì đấy? Bạn là bo rửa sạch đi để xem con vịt màu gì nhá. Bạn vịt có còn bơi được không bạn bo? Hay là bạn ấy bị bẩn quá bạn không bơi được nữa rồi? À, bạn vịt bẩn quá không bơi được à? Bây giờ bạn bo sẽ giúp bạn vịt tắm rửa sạch sẽ đi nhá. Nào, bạn bo lại đi tìm tiếp xem quanh đấy còn gì nữa không? Ui, cái gì đấy? Giơ lên cho các bạn xem là con gì nào. Cũng màu tím này. Ô, con khủng long vừa có màu xanh vừa có màu tím luôn này. Cái đầu thì màu hồng. Bây giờ bạn bo ôi bẩn luôn cả tay rồi. Bạn bo rửa đi xem là con khủng long đấy. Màu sắc thực của bạn ấy trông như thế nào? À, bạn khủng long vừa có màu tím vừa có màu xanh dương luôn. Bạn bo rửa sạch đi để cho các bạn xem nào. Sạch chưa bạn bo ơi? Ừ, nước lại chuyển thành màu tím rồi này. Wow, thì ra là một bạn khủng long màu vàng. Còn con gì nữa không bạn bo ơi? Con gì đấy bạn bo giơ lên cho các bạn xem đã. Ui, một chú báo màu vàng à, có phải không? Bây giờ mình cùng bạn bo rửa đi xem nha. Ui, thôi ra nước màu vàng luôn kìa. Vàng cả chậu nước luôn rồi. Một chú báo đốm. Bây giờ sau khi bạn bo rửa sạch đây mình mới nhìn thấy các đốm của bạn báo luôn. Nãy mình không nhìn thấy gì cả, mình chỉ thấy là một chú báo đốm màu vàng thôi. Ôi, báo đốm dép quá chìm luôn dưới nước rồi. Rồi, bạn báo đốm đã được bạn bo rửa sạch nào. Mình tìm quanh đây xem còn bạn gì nữa không nào. Ôi, từ từ. Ôi, bạn bo ơi, ở đằng kia còn có một con gì nữa kìa. Ôi, một chú khủng long có gai rơi lên cho các bạn xem nào. Thôi, bạn bo thả vào chậu nước rồi. Chú khủng long có gai có màu hồng à. Bây giờ chờ bạn bo rửa sạch em có phải không nhá. Ôi, không phải chú khủng long màu hồng đâu các bạn ơi. Chú khủng long này màu gì đấy? Màu gì đấy bạn bo có biết là màu gì không? Màu xanh. Đúng rồi, chú khủng long màu xanh lá cây và màu đỏ. Tìm quanh đấy xem còn gì nữa không bạn bo nhờ. Ôi đấy, cả cái cây còn cái gì đấy? Cái gì màu xanh đấy? Đâu, giơ lên cho các bạn xem nào. Wow, một chiếc xe màu xanh luôn. Bây giờ các bạn chờ xem bạn bo rửa sạch em chiếc xe.
Chiếc xe này thực chất là màu gì nha? Ôi, chiếc xe màu gì đấy bạn Bo nhở? Chiếc xe này có rửa sạch được không? Một chiếc xe, không biết là chiếc xe gì luôn. Mình chưa biết xe gì, bây giờ mình phải chờ bạn Bo rửa sạch đi rồi mình mới phát hiện ra là xe gì cơ. Wow, chiếc xe đã xong rồi, hình như đấy là một chiếc xe màu vàng các bạn ơi. Đâu rồi, bạn Bo rửa sạch đông dơ lên để cho các bạn xem trong đấy có phải chiếc xe màu vàng không nào. Wow, đúng rồi, một chiếc xe chở khách màu vàng này. Chiếc xe rất là đẹp luôn. Đó, còn có ghế ngồi này, đẹp chưa? Bây giờ bạn Bo nhìn tiếp xem quanh đấy còn thấy gì nữa không nào. À, bạn Bo đang đi tìm mà vẫn chưa tìm thấy gì à. Mình nhìn thấy ở đây có rồi này bạn Bo ơi. Ở gốc cây bên này mình nhìn thấy có một cái gì á, màu hồng hồng vàng vàng đấy. Ôi bạn Bo tí nữa thì vồ được một con ếch, tí thì ngã bạn Bo vồ được một con ếch rồi. Chiếc xe gì đấy bạn Bo? Cái xe bắn súng siêu to. À, một chiếc xe có bắn súng đằng trước này. Bây giờ các bạn chờ bạn Bo rửa sạch em chiếc xe bắn súng này. Màu gì nhá? Ôi, chưa sạch quá. À, vẫn chưa sạch à? Thế bạn Bo rửa lại cho sạch đi nào. Ôi, chậu nước của bạn Bo bây giờ không biết là thành màu gì luôn rồi. Màu nâu. Màu nâu ạ, rất nhiều màu sắc hòa vào trong chậu nước của bạn Bo giờ không biết gọi tên cái chậu nước của bạn Bo là màu gì nữa. Màu nâu. Màu nâu à? Thế bạn Bo rửa sạch đi xong rồi để cho các bạn xem chiếc xe đấy màu gì. Wow, chiếc xe đấy sạch chưa bạn Bo ơi? Màu vàng. À, lại là một chiếc xe màu vàng này, có súng đằng trước bắn được này. Xe này có súng bắn luôn. Bạn Bo ơi, ở đây mình nhìn thấy có một cái gì xanh xanh ở trong gốc cây á. Đấy, đây này, gốc cây đây này này bạn Bo ơi. Wow, bạn Bo lại nhặt được rồi. Cái gì đấy bạn Bo, cái gì màu hồng đấy? Giơ lên cho các bạn xem nào. Ôi, một chiếc xe máy màu hồng này. Đây là bạn Bo cho chiếc xe nhảy xuống chậu nước nào. Wow, ra màu hồng ở chậu nước luôn rồi. Bây giờ bạn Bo rửa sạch đi để cho các bạn xem chiếc xe sau khi sạch sẽ thì trông như thế nào nhá. Chiếc xe đã sạch chưa bạn Bo ơi? Chiếc xe máy sau khi được bạn Bo làm sạch trông sạch chưa này, trông sáng bóng như gương này. Đó, nhìn thích chưa? Một chiếc xe máy, các bạn có thích đi xe máy không? Đây là một chiếc xe mô tô đấy. Rất là đẹp luôn, xe mô tô màu vàng sau khi mà bạn Bo rửa sạch đi nào. Ơ bạn Bo ơi, ở gốc cây này mình vẫn còn nhìn thấy cái gì màu xanh đây này. Đấy, bạn Bo chui vào nhìn nhặt xem là có cái gì màu xanh ở đấy đấy. Ôi, một cái kẹo mút ai lại vứt ra vườn kìa. Nhưng mà chiếc kẹo mút này nhặt ở ngoài vườn thì không ăn được nữa đâu. Mình vứt cho bạn gà, bạn kiến ăn đi thôi. Rồi, bạn Bo ơi, chúng mình đi về đi. Đây này, những đồ vật bạn Bo rửa sạch rồi đây này. Bây giờ chúng mình dọn dẹp rồi đi về nhá.